Câu cái hay lắm đấy. Câu hay á? Chỉ cần có sữa thôi là mình có thể làm được sô-cô-la. Đấy, tôi biết cách đấy, rất là dễ nhé. Và lại rất ngon nữa. Ồ, chỉ cần bằng sữa thôi á? Thế thì nhà tôi có sữa đấy. Chỉ cần sữa và bột sô-cô-la này là được. Ồ, cậu mang bột sô-cô-la đấy từ bao giờ đấy? Tôi luôn mang cho mình mà. Luôn mang cho mình, đúng là đam mê sô-cô-la nhỉ. Thật là buồn cười kia kia Vicky. Vậy thì chỉ cần như thế là được đúng không? Chỉ cần đường và bơ nữa là được đấy. À, cái đó thì nhà tôi có đấy nhá. Hoàn hảo quá. Thích quá đi. À, vậy thì bây giờ chúng mình sẽ làm sô-cô-la bằng sữa nhé. Chuẩn bị. Bắt đầu. Nào, tên, chỉ cần 4 nguyên liệu này là các bạn có thể làm được sô-cô-la đây. Vỗ tay. Mong đợi quá. Mình vừa xem YouTube hướng dẫn cách làm nhé. Đầu tiên là đổ 600ml sữa lên chảo nhé các bạn. Làm như này là thành sữa đặc đấy. Đúng rồi, tiếp theo là mình sẽ cho đường trắng vào nhé. Cho 160g đường trắng. Đổ đường trắng lên sữa nhé. Chắc ngọt lắm đấy. Bột sô-cô-la hơi đắng nên chỉ cho tầm này là được thôi đấy nhé. Ok. Nhóm lửa lên. Các bạn phải thật cẩn thận khi dùng lửa đấy nhé. Hãy nhờ người lớn giúp nhé. Khuấy thật là đều tay nhé. Mình sẽ cho 2 miếng bơ lát vào nhé. Nếu mà ở nhà các bạn có vị vali thì cho vào một chút cũng được. Rồi sau đó lại khuấy đều lên. Chỉ cần khuấy lên như này một lúc nữa là thành sữa đặc đấy. Ồ, mong đợi quá, xem nó sẽ thành ra cái gì. Cứ vừa đun vừa khuấy đều lên như thế này thì nó sẽ thành sữa đặc đấy. Chắc là vậy đó. Ô, hình như là sắp được rồi này. Wow, đồ đang dần cô đặc lại rồi đấy. Sắp thành sữa đặc rồi, hay quá. Quyết quá đi. Đây là bột sô-cô-la, mình sẽ cho 100g bột sô-cô-la lên sữa đặc vừa làm, rắc đều lên như thế này nha các bạn. Ồ, đòi bay phết nhở. Để tớ làm nhé. Đổi ca đi. Tớ đây nào. Wow, như này là sắp xong rồi đấy. Sau đó mình sẽ cho 30g bột cacao vào nhé. Đổ lên cái rổ nhỏ này, xong mình rắc đều. Sau đó rắc đều tay lên. Ồ, nhìn màu đậm hơn rồi đấy. Chắc sẽ thành sô-cô-la đậm đặc. Mà nhìn ngon quá. Mình sẽ trải cái túi li lông này lên chiếc đĩa. Rồi đặt bánh vừa làm lên. Mình sẽ dùng thìa để trải đều ra. Ồ, sao tớ cứ thấy nó giống chất tẩy thế nhỉ? Nhìn nó giống đất sét đấy. Clay. Mình sẽ bằng sô-cô-la nhìn giống như chất tẩy và đất sét này lại nhé. Nhìn tên đen, xong rồi này. Sau đó mình sẽ đợi trong bao lâu? Để vào ngăn đông lạnh rồi đợi 40 phút nhé. 40 phút hả? Wow, lâu quá. Vậy thì bọn mình vừa đợi vừa quay video nhé. Thích quá đi. Chụt chiu. 40 phút đã trôi qua. Wow, mình mở đi. Wow, lạnh quá. Wow, đông cứng hết lại rồi. Mình sẽ rắc thêm một chút bột cacao lên đĩa nhé. Sau đó mình sẽ cho cái vừa nãy chúng mình làm lên đĩa này. Sau đó mình sẽ rắc thêm một chút bột sô-cô-la lên đây. Và đây, mình sẽ cắt nó nhé. Wow, cứng quá các bạn ơi. Đúng thật đấy. Wow, đây là mặt cắt của nó này. Yeah, mình cắt xong rồi, rắc thêm một chút bột lên nhé. Wow, nhìn đẹp quá. Mùi sô-cô-la thơm quá. Wow, nhìn đẹp quá. Wow, các bạn nhìn mặt cắt này. Wow, nhìn đẹp quá. Nhìn nó cực kỳ ngon đấy. Mình rất thích sô-cô-la. Bạn ok nào thích sô-cô-la thì hãy ấn nút like đi nhé. Yo. Wow, thích quá đi. Thì là sử dụng bột sô-cô-la của Hershey nên mình nghĩ nó sẽ có vị sô-cô-la như Hershey đấy. Nhìn rất là ngon, mình ăn thử đi. Thích quá.
để xem nó có vị như nào nhá. Để mình ăn thử nhé. Ngon quá. Mình ăn nhé. Wow, nó rất là ngọt ngào. Vui quá, hay quá, hôm nay là một ngày vui. Tôi làm sô-cô-la. Đại thành công. Ai đó? Có ai ở đó không? Từ đếm đến ba, ai mà ra là tôi tha cho đấy. Một, hai, ba. Không có ai hết ạ. Sô-cô-la mà mình thích đây mà. Ai đã để ở đây thế? Không có ai ở đây cả. Mình sẽ ăn một miếng. Ngon quá, ngon quá. Đây là nhà Tú mà. Tất cả mình. Hành Nguyên, Hành Nguyên, Hành Nguyên, cậu có sao không vậy? Vicky. Tông Hành Nguyên, cậu có làm sao không? Tớ làm cậu cho mình à? Sao? Tại sao cậu lại như thế? Vì ngon quá. Hehehe.